kênh Trưa ngày 5 tháng 12. Xin kính chào quý vị. Chúc quý vị trưa cuối tuần vui vẻ và mạnh khỏe. Ngay sau đây là những nội dung chính được phát trong trưa nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Tin Việt Nam, nhiều tỉnh thành ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục. 18 gia đình muốn được khám định kỳ miễn phí cho các em bị tiêm nhầm vaccine COVID-19. Việt Nam xuất khẩu thịt sang thị trường Trung Quốc nhiều nhất. Châu Âu yêu cầu thu hồi lô thịt gà đông lạnh của Ba Lan xuất sang Việt Nam. Động đất tại Kon Tum, Quảng Nam. Bà cụ 83 tuổi dành 35 năm may áo cho người miền núi. Tình thế giới, WHO cho biết chưa có ca tử vong từ biến chủng Omicron. Tại Brazil, nhiều thành phố hủy lễ chào năm mới do lo ngại về Omicron. WHO bị kiện vì tên gọi của biến chủng mới. Tại Indonesia, núi lửa phun trào, hàng ngàn người dân bỏ chạy. 100 thành phố ô nhiễm nhất thế giới đều ở châu Á. Và sau đây là thông tin chi tiết. Tin tại Việt Nam, thưa quý vị, theo trang Worldometer, tổng số ca mắc từ khi bắt đầu đại dịch tới nay đã là trên 265,6 triệu người, trong đó có hơn 5,26 triệu người đã tử vong. Trong khi số ca nhiễm biến thể Delta vẫn không ngừng tăng, thì biến thể Omicron lần đầu phát hiện tại Nam Phi đã dần có mặt ở hơn 44 quốc gia trên thế giới, bất chấp việc nhiều nước đóng cửa, siết chặt biện pháp phòng dịch. Việt Nam hiện chưa ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron nào. Để phòng dịch, Cục Hàng không cũng đề nghị dừng bay đối với 10 quốc gia châu Phi. Tổng số ca nhiễm tại Việt Nam hiện là hơn 1,29 triệu ca, trong đó có 26.061 người đã tử vong. Nhiều tỉnh thành ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục. Tại Thừa Thiên Huế, ngày 4 tháng 12, tỉnh vừa ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục với 339 ca, chủ yếu là số ca nhiễm ở thành phố Huế. Như vậy, tổng số F0 là 4.077 ca, trong đó có 1.491 người đang điều trị và có 9 ca tử vong. Hiện số ca F0 trong cộng đồng vẫn tăng cao, nên chính quyền tỉnh có thể kéo dài việc xét nghiệm diện rộng thêm 1 đến 2 ngày so với kế hoạch đề ra. Còn tại Tây Ninh, cũng trong ngày 4 tháng 12, tỉnh có 790 ca nhiễm, đều phát hiện qua test lâm sàng, và 14 người tử vong, cao nhất từ trước đến nay. Huyện Gò Dầu với số ca mắc nhiều nhất là 248 ca, thị xã Trảng Bàng có 171 ca, huyện Châu Thành có 118 ca. Như vậy, tỉnh Tây Ninh đã có 43.500 ca nhiễm, trong đó có 313 người đã tử vong. Hiện Bộ Y tế và nhiều tỉnh thành như Hải Phòng, Bắc Giang, Quảng Ninh cũng đã cử lực lượng để hỗ trợ tỉnh này ứng phó dịch bệnh. Liên quan đến việc tiêm nhầm vaccine COVID-19 cho trẻ, 18 gia đình muốn được thăm khám định kỳ miễn phí cho các bé bị tiêm nhầm. Thưa quý vị, sau một tháng xảy ra sự cố tiêm nhầm vaccine COVID-19 ở Hà Nội, sức khỏe của 18 bé đã ổn định và đủ điều kiện ra viện. Tất cả gia đình đều có nguyện vọng cho các bé được thăm khám định kỳ miễn phí đến tuổi trưởng thành. Hiện đã có 2 gia đình cho cháu về, 16 gia đình khác vẫn ở lại bệnh viện để đợi các ban ngành phản hồi nguyện vọng này và có cam kết bằng văn bản. Các gia đình cho hay, việc này phải được thể hiện bằng giấy trắng mực đen, chứ không chỉ là lời hứa. Sự cố y khoa xảy ra tại trạm y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai vào ngày 3 tháng 11, trong buổi tiêm chủng cho các cháu độ tuổi từ 2 đến 6 tháng tuổi. Nhưng nhân viên y tế đã tiêm nhầm vaccine Pfizer. Ngay sau đó, các bé được chuyển đến bệnh viện St. Paul theo dõi, còn Bộ Y tế yêu cầu xác minh tìm nguyên nhân dẫn tới sai sót. Tuy nhiên, đến nay, nguyên nhân tiêm nhầm và liều lượng vaccine Pfizer cho các bé đã tiêm là bao nhiêu, cũng như trách nhiệm của các bên liên quan vẫn chưa được công bố chính thức. Chuyển qua một số thông tin khác. Động đất tại Kon Tum, Quảng Nam. Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam cho biết, ngày 4 tháng 12, liên tiếp xảy ra hai trận động đất ở tỉnh Quảng Nam và Kon Tum. Tại Quảng Nam, ghi nhận động đất vào hồi 12:05, có độ lớn 2,8 độ Richter tại huyện Hiệp Đức. Độ sâu chấn tiêu khoảng 17 km. Còn tại Kon Tum, động đất xảy ra vào hồi 14:07, có độ lớn 3,8 độ Richter ở xã Đắc Tăng, huyện Kon Plong, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Trước đó, từ tháng 4 đến tháng 11, huyện này đã xảy ra hàng chục trận động đất. Các chuyên gia đánh giá, Việt Nam không nằm trên vành đai lửa của các tâm chấn động đất mạnh, nhưng có mối hiểm họa cao. Hiện cả nước có 46 hệ thống đới đứt gãy sinh chấn chính. Cảnh báo hoạt động của các thủy điện có thể trở thành nguồn gây động đất kích thích. Hiện tại, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi hai trận động đất này.
cảnh báo cháy nhà do thắp hương ngày mùng 1. Ngày 4 tháng 12, Nghệ An đã xảy ra liên tiếp hai vụ cháy nhà do thắp hương cúng ngày mùng 1. Vụ hỏa hoạn thứ nhất xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng tại một nhà dân ở xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn. Đám cháy bốc lên từ bàn thờ gia tiên trên tầng 2 rồi lan ra khu vực khác. Vụ hỏa hoạn thứ hai xảy ra vào khoảng 18 giờ 40 phút tại một căn nhà cấp 4 của hộ dân ở xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa. Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, người dân vừa dập lửa vừa gọi cứu hỏa. Cả hai vụ cháy đều đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy và người dân dập tắt. Đồ trong nhà hư hỏng nhưng may mắn không gây thiệt hại về người. Qua các sự việc này, nếu có thắp hương, quý vị cần lưu ý tàn nhang rất dễ gây ra các vụ hỏa hoạn. Do đó, cần để các vật dụng dễ bén lửa khỏi vùng cấm hương, đồng thời chú ý cẩn thận trong quá trình thắp hương. Việt Nam xuất khẩu thịt sang thị trường Trung Quốc nhiều nhất. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt sang 14 thị trường, trong đó nhiều nhất là thị trường Trung Quốc. Trong tháng 10, Việt Nam xuất sang Trung Quốc hơn 2.000 tấn thịt với trị giá 7,52 triệu đô la Mỹ, tăng 61,2% về lượng và tăng 5,2% về trị giá so với tháng 9 năm 2021. Trong 10 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu được 15,31 ngàn tấn thịt và sản phẩm thịt, trị giá 60,12 triệu đô la Mỹ. Nếu tính về trị giá, nhập khẩu gấp khoảng 20 lần so với xuất khẩu. Nếu tính theo lượng thì cao gấp khoảng 40 lần lượng thịt xuất khẩu. Cũng liên quan đến việc xuất nhập khẩu các sản phẩm thịt, châu Âu yêu cầu thu hồi lô thịt gà đông lạnh của Ba Lan tại Việt Nam. Theo văn phòng SPS Việt Nam, trong tháng 11 đã nhận được tin từ hệ thống thông báo an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của Liên minh châu Âu. Sản phẩm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Cụ thể, về lý do thu hồi gần 1 tấn sản phẩm từ thịt gà có nguồn gốc từ Ba Lan xuất sang Việt Nam là do có chất Salmonella enteritidis với mức độ rủi ro nghiêm trọng. Cục Thú y cho biết, lô hàng này về Việt Nam từ tháng 10 với số lượng 120 kg cánh gà, 800 kg còn lại được xuất sang Pháp. Hiện Cục Quản lý đang truy vết lô hàng này. Ngoài ra, còn thu hồi thực phẩm bổ sung có nguồn gốc từ Đức thuộc nhà sản xuất Vital Product GmbS vì phát hiện dư lượng 2-chloroethanol quá mức. Sản phẩm được đánh giá có mức độ rủi ro nghiêm trọng. Phía Cục Quản lý Dược Bộ Y tế yêu cầu phía công ty nhập khẩu thu hồi sản phẩm. Và cuối cùng phần tin trong nước là nghĩa cử và cũng là tình người ấm áp của bà cụ 83 tuổi dành 35 năm may áo cho người miền núi. Vượt qua Covid-19 ở độ tuổi 83, bà Nguyễn Thị Nga, ngụ tại quận Gò Vấp, Sài Gòn, lại trở về với chiếc máy khâu để may áo cho người miền núi. Nhiều người cứ giục bà nghỉ ngơi thêm để giữ sức khỏe vì mới bình phục sau Covid-19. Nhưng bà nói, tôi không chịu, còn sống, còn sức khỏe thì phải làm việc có ích. Hồi năm 1987, khi cùng nhóm bạn lên Tây Nguyên, bà chứng kiến những đứa trẻ, những người bị bệnh phong sắn tách biệt trong rừng sâu, thiếu thốn quần áo, chăn đắp. Lúc trở về, bà Nga đi xin vải vụn về cắt thành quần áo, có dịp là mang lên Tây Nguyên. Rồi sau, bà còn mang cả chăn mền, lương thực. Đây là việc có ích của bà gần 35 năm nay. Bà còn nhặt túi ni lông về giặt sạch, tặng lại cho người bán rau, hay xin mấy tấm gỗ bị bỏ đi để đóng ghế tặng cho nhà chùa. Ngày làm việc của bà thường kéo dài đến gần 10 giờ tối. Người dân phường 17 gọi đùa bà là má ba cô đơn vì bà sống một mình. Nghe xong bà chỉ cười, tôi làm nhiều việc lắm, thời gian đâu mà nghĩ tới cô đơn. Mời quý vị chuyển sang phần tin thế giới. WHO cho biết chưa có ca tử vong nào từ biến chủng Omicron. Ngày 4 tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết biến thể Omicron đã phát hiện ở ít nhất là 44 quốc gia, nhưng chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo. Theo một quan chức của WHO, ông Michael Ryan, có thể mất vài tuần để xác định mức độ lây nhiễm của biến thể, liệu nó có thể gây ra bệnh nặng hơn hay không và các phương pháp điều trị và vaccine hiện tại có hiệu quả đến đâu trước Omicron. Tại Brazil, nhiều thành phố hủy lễ chào năm mới do lo ngại về Omicron. Cùng ngày, thị trưởng thành phố Rio de Janeiro, Brazil, ông Eduardo Paes, thông báo hủy bỏ lễ đón chào năm mới vào đêm giao thừa, một sự kiện nổi tiếng thế giới của thành phố trong bối cảnh lo ngại về tác động của biến thể Omicron. Ông Paes bày tỏ về quyết định của mình, tôi rất buồn với tư cách là thị trưởng và với tư cách một cá nhân. Lễ đón giao thừa ở Rio là một trong những bữa tiệc tuyệt vời và có 102 trên thế giới.
Các thành phố khác của Brazil, bao gồm Sao Paulo và Salvador, cũng đã hủy bỏ các lễ kỷ niệm đêm giao thừa do lo ngại về biến thể mới. Tại Brazil, đại dịch đã lấy đi sinh mạng của hơn 615.000 người, cao thứ hai trên thế giới sau Mỹ, và nước này đã ghi nhận 5 ca nhiễm Omicron. Sự kiện bắn pháo hoa chào năm mới của thành phố Rio de Janeiro thường thu hút hơn 1 triệu người dân địa phương và du khách. WHO bị kiện vì tên gọi của biến chủng mới. Theo Reuters, CEO của mạng lưới các phòng khám nhãn khoa Omicron, ông Alexander Paida, đã kiện WHO vì cho rằng việc đặt tên biến thể mới là Omicron gây tổn hại đến hình ảnh doanh nghiệp của mình. Trong đơn kiện gửi lên tòa án trọng tài Moscow vào ngày 30 tháng 11, ông Paida lập luận, tên công ty của chúng tôi đã được đăng ký thương hiệu, chủ yếu dùng trong lĩnh vực y khoa và chăm sóc sức khỏe. Việc đặt tên chủng COVID mới làm tổn hại tới danh tiếng của chúng tôi. Ông cũng nhận xét, hãy nghĩ xem, nếu người thân hay bạn bè của bạn thiệt mạng vì Omicron, bạn khó có thể đến phòng khám có cùng tên. Vị giám đốc cho biết, ông đã chi rất nhiều tiền để quảng bá cho phòng khám của mình, nhưng từ khi WHO đặt tên cho biến chủng mới, Omicron đã thay thế tên gọi chuỗi phòng khám của ông trên các công cụ tìm kiếm. Theo ông Paida, điều này gây ra những thiệt hại tài chính lớn cho doanh nghiệp của ông. Trước đó cũng có nhiều thắc mắc về việc WHO bỏ qua chữ cái Nui và Si trong bảng chữ cái Hy Lạp khi đặt tên cho biến thể mới. Một phóng viên Mỹ dẫn lời của quan chức WHO cho biết, việc bỏ qua chữ Si là vì tổ chức này muốn tránh kỳ thị. Si là họ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại Indonesia, núi lửa phun trào, hàng ngàn người dân bỏ chạy. CNN đưa tin, núi Semeru, ngọn núi lửa ở tỉnh Đông Java của Indonesia, đã phun trào hôm 4 tháng 12, khiến hàng ngàn người phải sơ tán. Theo trạm quan sát núi lửa Semeru, khoảng 3 giờ chiều, cho núi lửa bắt đầu phun trào, kèm theo mùi lưu huỳnh. Giới chức đảo quốc cho biết, vụ phun trào đã làm ít nhất một người thiệt mạng và 41 người khác bị thương. Cho bụi đã bao phủ các ngôi nhà và nhiều người dân phải bỏ chạy. Theo Phó Chánh Văn phòng quận Lumajang, một khu vực gần núi lửa, ít nhất 300 hộ gia đình đã phải di tản. Hầu hết các nạn nhân bị bỏng đã được đưa đến trung tâm y tế Penango. Các nhà chức trách không thể tiếp cận được một số ngôi làng do các con đường đã bị gián đoạn bởi bùn và cây đổ. Thiếu tướng TNI Suhari Anto, người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa quốc gia cho hay, quân đội đã được yêu cầu đến để ứng phó vụ phun trào. Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi thường chứng kiến các hoạt động địa chấn và phun trào núi lửa với tần suất dày đặc. Nước này hiện có gần 130 núi lửa đang hoạt động. Thái Lan bơm thêm hơn 29 tỷ đô la Mỹ thúc đẩy kinh tế phục hồi nhanh. Theo The Bangkok Post, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan hôm 3 tháng 12 cho biết, chính phủ nước này sẽ bơm khoảng 1.000 tỷ bạc, tương đương với khoảng 29,5 tỷ đô la Mỹ vào nền kinh tế trong năm tới để chống lại những biến động do chủng mới Omicron có thể gây ra. Theo ông, khoảng 600 tỷ bạc sẽ được rút từ các quỹ đầu tư của nhà nước trong năm tài khoá 2022. Trong khi đó, khoảng 300 tỷ bạc sẽ được lấy từ quỹ đầu tư của doanh nghiệp nhà nước. Ông cũng cho hay, chính phủ sẽ đẩy nhanh việc giải ngân vào năm tới. Đất nước chùa vàng đang cố gắng duy trì sự cân bằng giữa vận hành nền kinh tế và thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Theo Bloomberg, vào năm ngoái, GDP Thái Lan đã giảm 6,1%. Sang năm nay, nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi với GDP chỉ giảm 0,3% trong quý 3. Và thông tin cuối cùng trong bản tin trưa nay, 100 thành phố ô nhiễm nhất thế giới đều ở châu Á. Đây là kết luận của công ty theo dõi chất lượng không khí IQAir cho năm 2020. Theo báo cáo mới nhất của IQAir, Ấn Độ dẫn đầu với 46 thành phố, tiếp theo là Trung Quốc với 42 thành phố và tiếp đến là Pakistan với 6 thành phố. Cuối cùng là một thành phố của Thái Lan và của Indonesia. Trong số 10 thành phố ô nhiễm nhất, có 9 thành phố thuộc Ấn Độ. Thành phố ô nhiễm nhất thế giới là Hòa Điền, nằm ở Tân Cương, khu vực phía tây nam của Trung Quốc, Tân Cương. IQAir xác định chất lượng không khí trung bình của mỗi thành phố thông qua các chỉ số nồng độ bụi mịn PM2.5 và nồng độ các chất ô nhiễm có hại nhất với con người. Theo tiêu chí này, Hòa Điền có nồng độ bụi mịn trung bình là 110,2 microgram trên mét khối, mức được coi là nguy hiểm. Chỉ số này với thành phố Đức Châu của Trung Quốc đứng thứ 100 trong danh sách là 50,1 microgram trên mét khối. Tháng 9 năm 2021, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo nồng độ PM2.5 toàn cầu cần được giảm một nửa từ 10 xuống 5 microgram trên mét khối. WHO từng cảnh báo mỗi năm hàng triệu người trên thế giới thiệt mạng vì các căn bệnh gây ra do ô nhiễm không khí.
Và những thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin trưa nay của Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị buổi trưa cuối tuần vui vẻ và thư giãn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.